có mượn đỡ 20 triệu mà á, thì đóng rồi mình cứ nói gần qua cái cô điện rồi nó cũng nước khoan để cầu tôi có công chuyện tôi bận công chuyện nó đúng ra nghe nó thật sự ra nghe không làm thuốc thì trả lời trả rồi ngặt thì ba cái thuốc nhất rồi thuốc viêm con nó nhiều quá làm ra một lần mua để về cho. Mến chào quý cô bác anh chị, ngày hôm nay Phong Bụi quay trở lại ở trạm cơm Không Đồng. Hôm nay là hôm phát cơm cuối cùng của năm 2020 và tụi mình sẽ nghỉ vài ngày ở trong dịp Tết Nguyên Đán. Sau Tết thì sẽ tiếp tục phát cơm nha mọi người. Và người mặc áo màu vàng phía trước mọi người đây là chú Ba Trầu, người mà rất là nhiều năm phát cơm từ thiện ở bên quận 8. Chú Ba thì phụ tụi mình nấu cơm, 30 chiếc cơm mang đến và chú bỏ từng bọc như thế này. Và ngoài ra thì có chị Nguyệt có phụ nấu cháo này. Chị Nguyệt từ lúc sáng sớm thì có nấu cháo thịt bằm. Hôm nay thì có sữa, có chuối và vẫn tiếp tục là đó là một cái món ăn quen thuộc, gà kho sả ớt. Rồi chị phát luôn hả chị? Ngày hôm nay là bữa cuối cùng nè, 2020 chứ không phải là bữa phát cuối cùng của tụi mình. Kết thúc một năm và suốt 4 tháng cứ vào ngày thứ bảy và chủ nhật đúng 10 giờ mọi người nấu 70 kg gà và 30 kg gạo. Ngoài ra thì khi đó thì có sự tiếp sức của mọi người, thêm đó là chuối này, sữa nè và cháo. Hôm nay thì cuối tuần bình thường vào thời điểm này, các tuần trước có rất nhiều nhóm đến phát quà từ thiện nhưng mà chắc có lẽ do cuối năm mọi người bận việc cho nên là sáng giờ không có đoàn nào hết à. Và cho nên là hiện tại trạm của tụi mình khá là đông, bà con đang xếp hàng dài ở phía dưới kìa, đứng đây nhìn xuống khoảng 200m khoảng thấy có người đang xếp hàng. Gà này thì tụi mình mua với giá trị đó là 30.000 đồng một ký. Và sau đó thì làm sạch kho từ lúc 2 giờ sáng đến bây giờ là 10 giờ, gà rục nước khá là ngon. Rất là nhiều người bệnh ở đây rất là thích cái nước gà, có thể trộn với cơm ăn khá tuyệt vời. Mình cũng xin thông tin lại cái địa chỉ mà mình đang phát quà, đó là Bệnh viện Phục hồi Chức năng quận 8, nằm ngay tại số 331 đường Âu Dương Lăng, quận 8. Hôm nay thì mình thấy có một đoàn gì đó mang thuốc kìa, có cô nào mang theo thuốc. Bên này là góc này là cháo à? Thôi xong rồi nhóm xong rồi đi ra ngoài đúng không? Ủa thuốc gì vậy chú Ba? Cầu duyên thái khô. Con có nghĩ là con chứ Nguyên thôi, ba nhà mình nhà thứ ba nó phải biết gì chở thêm bên nhà còn nữa, hay đâu có ai chở đâu. Sầu riêng. Hôm nay có thêm sầu riêng nữa nè. Bà con cô bác biết tụi mình phát quà ở đây á, có hỗ trợ thêm một ít sầu riêng, bánh sầu riêng. Anh đi nắp đi. Cho là cho hết không? Bao ngượng bọc bọc không? Bánh này ngon lắm nè, bánh Đài Loan đúng không chú Ba? Để nấu chút còn qua kem qua bên chỗ bán máu để kèm. Dạ thôi để phát đi chứ. Cái này để phát riêng. Còn nó nhạt còn nhiều. Bên này có cháo nè, cháo gì nữa. Hiện giờ đang thiếu người cho nên là không anh đủ múc vào son cho bà con. Chị xây lưng ra đó.
vậy đó. Như vậy thì hôm nay bà con có gà nè, có chuối nè, có cháo nè, và có thêm bánh sầu riêng. Chắc có lẽ mình cũng xin phép tắt máy để mà phụ mọi người múc gà, chứ bây giờ mình thấy bà con đang xếp hàng dài kìa, thiếu người, hôm nay thiếu người nha. Mình thường thì có thêm cô Lon ở quận 7 nữa, cô phụ múc gà, nhưng mà hôm nay cô bận việc, thiếu người. Bình thường á, thời điểm này là nhiều người phái, hôm nay sao tự nhiên vắng ra. Có thùng hả? Thùng đây nè, thùng nhanh, thấy xếp hàng quá trời luôn. Lên đây chồng, lên đi, đừng có đứng một chỗ. Anh đi cơm ngon mà. Qua đây nè, để nó canh điện đi. Về Bến Tre hả? Mình đi xe 16 chỗ. Dạ. Có chuối chưa? Múc đã đủ luôn hả? Dạ dạ. Thôi thôi múc đi không? Ách tắc lắm. Nãy chị qua dễ với đáng lẽ ba cái thau này xích đẳng kè lại gấp cột kè. Dạ. Đây nó dồn cùng hay gì phải còn dài. Mà tới đây nó thành chữ L luôn. Mấy cô chú mà đang phụ phát á, là bà con sau khi mà thấy tụi mình phát thì dành một ít thời gian vào những ngày này đến phụ. Đến thời điểm bây giờ thì đã gần 5 tháng rồi, và mình hy vọng rằng là sẽ tiếp tục duy trì sang năm 2021. Trạm cơm này sẽ hoạt động mạnh hơn, tốt hơn. Mọi người sẽ dành những ít thời gian vào ngày cuối tuần để chung tay với tụi mình. Từ thiện phát cơm không đồng cho tụi em 100 đô. Em xin cảm ơn chị Duyên Lê rất nhiều. Sau nữa cảm ơn chị Thắng nha, cảm ơn chị Duyên Lê, chúc chị Duyên Lê nhiều sức khỏe. Hôm nay là hôm cuối cùng 2020 mình phát cháo phát cơm ở đây đúng không chị? Đúng rồi. Và hẹn mọi người mùng mấy Tết sang năm mới ạ? Chưa tính nhưng mà sẽ qua Tết sẽ phát sớm. Và hôm nay thì em cũng xin chuyển cho chị cái số tiền đó, là chị Nguyễn Thị Phước An gửi cho ủng hộ trạm cơm mình 1 triệu, Nguyễn Ngọc Anh 100, Nguyễn Như Đức 100 và một anh chị không nói tên 1 triệu. Và hôm qua thì em có chuyển chị 100 đô từ chị Quyên Trần bên Mỹ đúng không ạ? Còn đây là 2 triệu 2 em gửi chị. Thì bây giờ con nói chú vậy nè, trong quá trình phát cơm mấy tháng nay thì con cũng nhờ chú ba hỗ trợ giúp đỡ nấu phần phụ nấu cơm cho con. Nhưng mà giờ thì con cũng chia sẻ số tiền nào mà Quân cũng là đỡ ủng hộ cơm. Thì con tích lũy, nói chung là vậy nè, mỗi lần mà nếu mà mạnh thường quân cho cái tháng nào mà đủ á, thì con vẫn nấu phần đó. Nếu mà thiếu á, là con mất tiền túi ra con buồn, mà dư thì con sẽ để lại đó. Đăng lý và bà chia sẻ thôi không hết nữa. Dạ thì hôm nay thì nó cuối năm rồi thì con đó đã dành đi chia sẻ gửi cho chú ba 10 triệu. Dữ hả? Có chú ba 10 triệu. Bây giờ gỡ bớt lại đi để mai mốt mình còn làm nữa. Làm quá gì cái qua nó không được đâu. 10 triệu con gửi với chú ba 10 triệu đi. Cái này là con không phải là con trả tiền gạo hay là cái gì, cái này con chia sẻ cũng như là phần cơm ở đây nè. Thì con sẽ gửi đi chú ba. Chú ba nhận nhiều con đi. Bây giờ ha. Cái này trước cao về giờ cũng cảm ơn em. Trước là em chào các anh chị em Mạnh Thường Quân xa gần mà trợ duyên thì tôi cảm ơn. Chứ đăng lý vàng mà cuối năm tôi định hỗ trợ thêm cho mấy em nữa đó. Học trò cái gì? Ông gì thì giờ muốn gì chịu nấy à. Hỗ trợ học sòn không chú ba? Chứ không có gì mà nó ngay
tính lì xì chiếc vòng đẹp đẹp nè. Ông nói thiệt á, tính chạy ra coi cái gì đó tặng cái để làm cái này. Tại chị tưởng buông gánh bán bưng ngoài đường ấy, cầm đeo vòng nó hư nó cũng đẹp. Làm cao hư, có cao đâu đồ chuyện đâu sợ hư. Nữ hôn bà biết mà. Không sợ. Ông cái nào á mình tôi sống tôi có con có cái dạ. Đó. Thì bữa nay con cũng vậy, con cũng sống cũng chia sẻ vậy đó. Chứ con sống cái tánh con không phải là của mình bo của người ta lấy mo đựng. Thì tôi thì dạ. Nào giờ có nhiêu tiền thì đó vậy đó thì con hết nhiêu à. Dạ. Thì tại vì chú ba là tình nguyện mà chú ba là tặng phụ giúp đỡ cho con nấu cơm mà. Chú ba không có đòi hỏi gì hết, cái chuyện đó là con biết. Cái đó là không dạ. Tôi nghĩ là tôi có trách nhiệm thôi dạ. Chứ tôi không có nghĩ mà có cái gì hết. Dạ đi tại đi. Vì lúc trước á sự thật ra không biết cái cô này cổ có buồn, chắc là buồn. Đáng lý ra là ngày nào cũng 400-500 lần ở đây nha. Mấy tháng nay là hình như là cổ buồn cái cô mà múc cơm á. Bởi vì ba hồi á, vô bọc có một phần, bốn hồi á, hai phần. Rồi cái cô kia cũng nói á, thì giờ chỉ nhất định hai phần, một phần là một phần. Đúng rồi. Bữa nay lấy một phần, rồi mai cái biểu vô hai phần ăn. Thì kiểu lộn xộn em. Nó lộn xộn, nói gì làm như cổ tự ái, thì mấy tháng nay cổ nhận chứ. Đáng lý ra đó, là cho đây. Cô Nhung. À, cô Nhung phải không? Cô Nhung già già đó. Dạ. Là 7-8 năm qua rồi đó. Dạ. Không biết cô Nhung. Đó thì nó ngay cũng tội nghiệp, cổ cũng tốt, có cái là làm như cổ buồn. Với cổ cho đây xong rồi là cổ xuống quận 7. Bệnh viện dưới mấy tháng nay cổ làm gì tôi cũng buồn á. Dạ. Mà cổ giờ điện thoại kêu cổ lợi hoài mà cổ kẹt, không có thời gian. Rồi biết bộ buồn, chứ đáng lý ra là trước là ngày nào cũng có hết. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật là chị cổ không có phát. Không, cho tới bữa chủ nhật thứ bảy thôi. Chủ nhật có nhiều khi đột xuất thì làm. Nó vừa hoặc cổ cho hay chia sẻ chỗ khác thì tôi vẫn làm với thường, chứ tôi không có quyền từ chối. Bên này nó đúng ra nghe. Thì cái phần tôi thì nhiều mà của anh chị cô bác ấy, chia sẻ thì nó thật sự ra là ít chứ không có nhiều. Có cá nhân á, là có gạo á, thì Nam Mô Di Đà Phật tôi không biết nhà không biết người, cổ pháp danh cổ là Nguyên Chân, là đều hai tấn đều không có đó là mấy năm nay tôi chết rồi. Một tháng hai tấn rồi đưa tới mà tôi đi tìm ra không ra. Mà biết cái pháp danh của cổ là Nguyên Chân thôi má, thì cũng cầu xin trợ Phật gia hộ cho cổ có mà cổ chia sẻ. Mà cái tháng Tết này á là cổ chưa ấy nè, tôi tính nhờ người chứ để một câu là đây tôi có không thiếu thiếu gạo đó. Dạ. Nhưng mà con nghe nói cái thông tin này không biết có chính xác không? Chú ba đợt rồi là không có đủ chi phí để trang trải cho nên là có đi mượn tiền đứng để lo cái cơm từ thiện đúng không? Có mượn đỡ 20 triệu mà nó 15 tay rồi á. Mà trả mà bữa nay tới bữa nay chưa trả, ngày qua có điện thoại tôi nó khoan cờ chút xíu nữa là tính. Như vậy trễ hẹn rồi người ta có hăm dọa tạc sơn rồi gì không? Không, cái đó thì không có mà. Tại vì còn không đó thì mình mượn đỡ, còn không thì mình tính tiền bán mình trả lời. Chứ có gì đâu mình sợ. Mượn 20 triệu như vậy là mỗi ngày mình đóng tiền lời bao nhiêu chú ba? Không, nếu 100 triệu y cơ mượn tôi một năm mấy nay đó là một tháng 6 triệu. 6 triệu bạc 30 rồi. Mà còn 20 triệu viên này á, thì cổ đòi là cái gì 20 đó không biết nữa. Là mỗi tháng, mỗi ngày là 20 ngày tiền góp. Thôi là 20 triệu đó là 1 tháng 2 triệu á.
20 triệu là một tháng 2 triệu. Chừng nào mà mình trả hết cái 20 triệu đó là mình không đóng tiền lãi nữa. Đúng không chú Ba? Trả đóng rồi. Đúng rồi. À, thì đóng rồi mà tôi nói gần qua có cô điện rồi nó tôi nói khoan để cầu tôi có công chuyện tôi bận công chuyện. Nó đúng ra nghe. Nó thật sự ra nghe không làm tốt thì trả lời trả rồi. Ngạch thì ba cái tốt nhất rồi tốt viêm con có nhiều quá làm ra một lần mua đi về cho thì chú ba con nghĩ chú ba sao liệu cơm gấp mắm đi có cần liệu cơm gấp mắm rồi mình liệu mà có cái người họ nhí quá rồi rồi làm sao bây giờ nó tùy hỷ ta cho như cho đi chứ chứ miệng phí miết rồi bây giờ mình mở miệng ra nói không được giống như ông trại hòm vậy nó bán nhà hết trơn đó còn nó hòm nữa hả giờ còn thiếu hai cái hòm chú ba cần hai hòm không con xin cho hai cái không hòm bây giờ á tại vì hôm trước á là mình cho á đi mua hòm cho nó đấy mua á tiền khe tiền tiêu á cái khe đưa luôn là 11.500.000 á còn bây giờ á từ đây tới sau á còn cái vụ hòm đó nữa thì tôi khỏi lo thì có người á nó ngay nói chung ra ta cho hòm chứ ta đâu có cho tiền tiêu tiền ke thì cái bằng hòm đó thì tôi không lo thì bây giờ mình nó cũng bớt được phần nửa giá tiền á thì cũng đỡ hơn là con cá mình hốt có 10 mấy triệu đó giờ nợ đó, còn thiếu tiền hòm á còn 2 cái hòm nữa đó mà nó ngay không sao rồi chắc cũng nay mai rồi cũng cây cỡ cũng được chứ không đánh đổi đâu này là đam mê em ơi đam mê đổ nợ luôn đam mê đổ nợ đó người ta đam mê cờ bạc rồi đây đam mê từ thiện bây giờ cái này mình không làm á thì chịu không được em bây giờ tiếng ngã ta lợi ta cần quá rồi bây giờ người ta yêu cầu rồi ở xa ở Cà Mau Bạc Liêu có rồi miệt ngoài thì nhiều thôi thì cũng cầu mong cho chú ba từ đây tới Tết hết cái khoản nợ đi để trang trải giúp đỡ cho bà con thì nó ngay bây giờ chấp nhận làm thì chấp nhận chịu chứ không có than mà bây giờ làm thì làm thôi Nam Mô Di Phật chứ tới đâu thì hay tới đó chứ giờ bây giờ vậy là chú ba giờ có từ đây trở về sau á khả năng được có nhiều thì làm nhiêu đi đừng có mượn tiền góp nữa chứ bây giờ hỏi mình muốn bán có lời á mượn tiền góp mình đóng lại được đồ á là có miễn phí không à chứ mà lai rai mà đều á thì không sợ đâu ta là hết đồ mình cũng không cao á mà giờ đồ này đồ mua bán đồ ba cái cẩm tạch ba cái dầm vàng giờ chậm lắm không mà tại nó đi không có gì cho cao đâu em mình có một cái là môi cao này mấy cái bệnh mà bệnh tà với bệnh ếm bùa chú quá nhiều với mấy người mà mang thai lại đừng có cho uống thuốc nữa không cái vụ đó không có cái người mang thai lại cho uống thuốc có giải quyết không có cái là đây, ông dướng một ca đó phải không mà cái đó đâu một hai bán gì đó mà nghe nói thôi à. Tôi nói bây giờ em nói như vậy thì em vừa khó lại đây cho tôi hỏi chính xác coi nó ảnh hưởng cái gì mới được chứ còn mà nó phóng rồi cái nó cúp máy rồi cái nó tắt nguồn luôn chứ phải mà nó nói mà nó còn để á để uống bị cái bầu có lợi xin thuốc uống đâu góp mà uống vô bị động thai nhưng mà nói thôi chứ đâu có dám tới nói thôi rồi cái nó tắt nguồn luôn rồi tôi điện hoài điện lợi không được tôi tức là tôi dài tôi tức mà cái đó nó không ảnh hưởng gì tai nghén mai mốt phải chuyện mấy mà bây giờ á thì bây giờ có nào mà mình hỏi đâu cho đàng hoàng á rồi mình hãy cho mà trước đó thì mình nói với em là không ảnh hưởng gì cái việc tương đó thôi cảm ơn chú ba nhiều rồi, thời gian qua hỗ trợ cảm ơn nói vậy cái không vui đó đâu có gì đâu san sẻ chú ba tiếp thì, tục không con cái là cầu mong sao mà có giúp đỡ cho thiên hạ bá tánh thì là tôi vui rồi chứ tôi không có cần gì hết trơn á nói thật thành ra có là
tâm nguyện của tôi hồi đó tới giờ đói cho ăn, đau giúp thuốc, chết cho hòm. Chứ tôi không cần gì mà quan trọng gì, chỉ tâm nguyện đầu óc mơ tưởng có nhiêu đó thôi. Đây con cũng thông tin mấy cô chú ở từng giúp đỡ cái điểm phát cơm này, danh sách mới đúng không chị? Danh sách này. Đây là sách đây khúc này xuống phát cơm. Đây là mình cũng chưa chia sẻ nè. Cảm ơn chị Trình Thị Mộng Trinh 500 và bạn của chị Ngọc ở An Sương 100 đô. Một người đến ăn quán bà bía 50.000. Một chị gái ở Long An 200. Phan Lê Trường Vi 3.522.000, chắc là đô Úc á. Đúng rồi, đô Canada chứ. 200 đô Canada đúng không? Và mọi người ủng hộ trao quà Tết tụi mình ở trong ngày 20 mấy tháng Chạp á, là tụi mình sẽ phát ở dưới Bến Tre 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000. Trước hết thì mình cảm ơn chị Phụng Minh Mỹ ủng hộ 14.600, Fatima Kames 200 đô, chị Loan ở quận 7 1.000.000, chị Lắng Bán Hành Phi 2.000.000, chị Trà Thu Đào ở Úc 19.000.000. Mọi người ủng hộ được 41.200 để tụi mình phát 300 phần tại Ba Tri Bến Tre. Mỗi người được 300.000, dự kiến là phát đợt này là 90.000.000. Gạo nè, nước mắm nè, đường rồi gì nữa chị? Dầu ăn là 300.000 một người, là 300 phần là 90.000.000 đúng không? Dạ, được. Thì giờ được 41.000.000 rồi. Ngàn qua mới cho cái tượng Quan Âm ở dưới Bến Tre nó bình đại á. Có vay bạc góp để mua tượng đó mà chú Ba? Có vay tiền đứng để mua? Tao đâu có. Ơn làm hai tượng. Còn một tượng hiện giờ nhà Đức Quan Âm, ngày qua chợ ở Bến Tre, là nhiều lắm đó, tượng nhiều lắm ha. Rồi thuốc bệnh nhân ở dưới chợ lên mà giờ cho ở nhà nằm bệnh ở nhà luôn. Dạ. Phát xong rồi kìa, phát xong đoàn rồi. Rồi cảm ơn chú Ba nha. Rồi chắc giờ cảm ơn mấy em đó nha. Dạ. Rồi gắn, rồi có gì alo. Tôi giờ cảm ơn. Dạ. Cầu mong hai em bằng này nha, hồi trước anh chị cô bác ra gần được nhiều điều sức khỏe. Dạ. Được may mắn. Hồi này hồi trước là tiền, số tiền này là em biết số tiền đi miền Trung nè. Là số tiền này là hồi Tết á. Tết mà Tết giống như năm, giống như đợt này vậy nè, mấy cô chú lại ủng hộ á, ăn á, ủng hộ cho đó. Để mà lúc mà em ở ngoài miền, em có đọc danh sách này đọc rồi chưa? Đọc rồi. Hồi bên ngồi Quảng Nam. Đọc rồi. Bão lũ. Chị cũng nói thêm cho mấy anh chị biết là số tiền này mấy chị đến ủng hộ em ở xe bầu bí á. Của mấy chị này nè. Là em lúc đó là ông ở ngoài miền Trung á, là em xem á, em thấy cứ hả, cứ lật điện thoại ra là cứ thấy mọi người cứ kêu cứu rồi nè, cứ nghe sạc lỡ chết. Lúc đó là trong người em thì nói chung là cũng không có ai ủng hộ nhiều đâu, có cái nhóm em Ngọc là ủng hộ thôi, với lại em Hoàng Út Hoàng á bên Mỹ á, là ủng hộ 500 đô, rồi còn mọi người cũng ủng hộ ít thôi. Thì chị thấy chị ở trong túi chị là cái phần này nè, mấy cô mấy chú cho để cho hoàn cảnh nào cũng được. Rồi sau dịch á, dịch hai ba đợt đó chị em mình không có đi được đó, rồi chị gom hết đó tổng như đây nè, cho đợt mấy là sáu mấy triệu á, em cho miền Trung á. Thì đó, cái vậy đó, cho mấy anh chị, nếu mà xem clip này thì mấy anh chị biết rồi đó, chứ là số tiền tại vì người ta cho mình để ủng hộ, cũng cho người nào cũng được, thấy hoàn cảnh nó cũng ngoài đó cũng rất là khó khăn, cũng rất cần tiền. Rồi lúc đó chị giống như là con chó đang đóng ung vậy đó, chạy cho quanh rồi không biết sao có tiền để ủng hộ chúng ta, làm như có vô đây là nhiều lắm vậy đó, mà gửi đi cho nó được, trong người nó nhẹ gì đâu á. Đâu con ba gỡ đi vô mãi ba đợt cũng nhiều. Dạ, nói vậy đó chứ. Bao lũ được bao lũ thôi. Dạ. Tôi lần mấy tấm gạo á, cũng làm ba cốt. Giờ gió liều. Thấy liều thiệt chứ. Không. Chứ giờ mình thấy gì rót ruột quá chịu không nổi. Còn một phần cao này đó là hết 40 mấy triệu đó mà giao cho anh Thiện đi, nó cuối cùng nó từ cháu nó đi còn một đống nhà rồi. Nồi thao chén đũa 400 phần rồi, còn để một đống đi.